Trạm nén khí CNG Mỹ Xuân thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam PV Gas South chi nhánh Đồng Nai. Với diện tích 16.675 m², trạm CNG Mỹ Xuân có công suất hiện tại khoảng 23.400 m³ khí chuẩn 1 giờ, cung cấp nguyên liệu sạch là khí thiên nhiên dạng nén, gọi tắt là khí CNG, cho xe con, xe buýt, xe taxi, xe đầu kéo và các nhà máy công nghiệp nằm trong địa bàn, bao gồm các tỉnh lân cận như Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Trạm nén khí CNG Mỹ Xuân nằm trên đường 3A và 7C, khu công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chính thức vận hành năm 2009, nhà máy có công suất ban đầu là 30 triệu mét khối khí một năm. Từng bước phát triển, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đến năm 2016, công suất của nhà máy được nâng lên 100 triệu mét khối khí một năm. Chi nhánh Đồng Nai luôn kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ, những tác hại đến môi trường trong quá trình sản xuất và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm. Trên cơ sở này, chi nhánh Đồng Nai xây dựng áp dụng thành công hệ thống tích hợp an toàn chất lượng môi trường theo các tiêu chuẩn. Hệ thống đã được tổ chức BSI đánh giá, cấp chứng nhận, được định kỳ xem xét, không ngừng cải tiến và triển khai xuyên suốt trong toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như các đối tác khách hàng. Trạm nén khí CNG Mỹ Xuân được chia thành 6 khu vực chính: khối văn phòng, phòng điều độ sản xuất, hệ thống máy nén khí, khu vực trụ nạp, bãi đậu xe. Để đảm bảo an toàn khi ra vào làm việc tại trạm, quý khách cần tuân thủ các quy định. Quy định khi tham quan làm việc trong công trình khí. Công nghiệp khí là ngành có công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên, do đặc thù chứa nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn về cháy nổ, nên đòi hỏi mọi người khi ra vào công trình khí phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ. Để đảm bảo an toàn khi tham quan hay làm việc trong công trình khí, PV Gas South quy định các yêu cầu chung như sau. Chỉ những người có nhiệm vụ hoặc có giấy phép, thẻ ra vào do lãnh đạo đơn vị quản lý công trình khí cấp mới được phép ra vào công trình khí. Phải thông báo số người, đơn vị, mục đích vào công trình khí. Xuất trình các giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép ra vào. Không uống rượu bia hoặc sử dụng các chất kích thích trước và trong khi tham quan làm việc tại công trình khí. Không hút thuốc tại bất cứ khu vực nào trong công trình khí. Không có nhiệm vụ, tuyệt đối không được tự ý tác động vào hệ thống thiết bị. Không đi tắt, trèo, đứng trên hoặc chui qua các đường ống. Không được mang vào công trình khí các vật liệu dễ cháy, hóa chất, vật dụng có khả năng gây lửa, nguồn nhiệt như diêm quẹt, bật lửa, máy ảnh, máy quay phim, điện thoại di động và các thiết bị điện tử cầm tay dùng pin khác. Không tự ý mang vật tư, trang thiết bị, dụng cụ vào ra công trình khí trong trường hợp cần thiết. Phải đăng ký kiểm tra tại cổng bảo vệ theo quy định. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm tra, dán nhãn trước khi đưa vào công trình khí. Phải được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và phù hợp như mũ, giày, quần áo bảo hộ lao động, kính, bịt tai chống ồn. Đối với khách, phải được hướng dẫn an toàn chung, cam kết đã hiểu và chấp hành các nội quy về an toàn trước khi tham quan công trình khí. Không tự do đi lại, phải luôn đi cùng người hướng dẫn và phải đeo thẻ ra vào suốt thời gian tham quan công trình khí. Đối với nhà thầu vào làm việc, phải được hướng dẫn kiểm tra an toàn theo các nội dung quy định. Tất cả các công việc được thực hiện trong công trình khí phải tuân thủ quy trình cấp giấy phép làm việc. Một số thủ tục điển hình cần có như sau. Trước khi thực hiện công việc, phải hoàn thiện tất cả hồ sơ, thủ tục yêu cầu cho công việc con người và thiết bị như giấy phép, quy trình, chứng nhận, chứng chỉ, đánh giá rủi ro, kế hoạch đảm bảo an toàn, huấn luyện an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, kiểm tra hiện trường đảm bảo an toàn khu vực làm việc. Thiết bị đã được cô lập triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, kiểm soát rò rỉ khí, hóa chất trong quá trình thực hiện công việc,
tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn cho loại công việc, cử người giám sát và chịu sự giám sát của quản lý công trình khí. Khi phát hiện nguy cơ không an toàn hoặc có sự cố tai nạn, phải dừng ngay công việc và báo ngay bộ phận quản lý công trình khí. Khi kết thúc công việc, phải hoàn trả mặt bằng khu vực làm việc, bàn giao thiết bị, dọn vệ sinh và tập kết chất thải đúng nơi quy định. Khi nghe tín hiệu báo động, phải dừng ngay công việc. Di chuyển theo lối thoát hiểm gần nhất đến vị trí tập kết. Không sử dụng lối thoát hiểm cùng chiều với ngọn lửa hoặc có vật cản trở. Không được tự ý rời điểm tập kết. Và chỉ được phép trở lại làm việc khi người quản lý khu vực thông báo kết thúc tình trạng khẩn cấp và đảm bảo an toàn. Quy định an toàn đối với phương tiện cơ giới. Các phương tiện cơ giới hoạt động trong công trình khí phải có giấy phép vào ra do lãnh đạo đơn vị quản lý cấp và phải được nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng an toàn của xe. Phương tiện cơ giới phải đảm bảo kỹ thuật an toàn giao thông và an toàn phòng cháy chữa cháy. Xe phải có nắp chụp dập tạt lửa tại ống xả. Trên xe không được mang theo diêm, quẹt, vật liệu, dụng cụ có khả năng đánh lửa hoặc gây cháy nổ. Tắt điện đài, radio và các thiết bị điện tử khác trên xe. Khu vực hành trình xe vào ra phải thường xuyên được đo, kiểm soát nồng độ khí cháy nổ trong giới hạn cho phép. Tốc độ di chuyển các phương tiện cơ giới trong công trình khí không được quá 5 km một giờ. Quy định đối với các công việc xếp dỡ nâng cẩu. Các phương tiện thực hiện công việc xếp dỡ hàng trong khu vực sản xuất chỉ được tiến hành khi xe đã đổ đúng vị trí. Đầu xe hướng ra ngoài, trả về số 0, tắt máy, để chìa khóa đúng nơi quy định, kéo phanh tay, chèn bánh xe và lái xe phải rời khỏi buồng lái trước khi tiến hành công việc. Các hoạt động nâng cẩu chỉ được tiến hành khi công việc nâng đã được xem xét, đánh giá rủi ro và triển khai các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro. Thiết bị dụng cụ nâng phải trong tình trạng hoạt động tốt và còn hạn kiểm định. Trọng lượng hàng hóa không được vượt quá tải trọng của thiết bị nâng. Công tác chuẩn bị và kiểm tra cho việc nâng như dây cáp, móc nâng, xích buộc tải, chân chống, kê lắp chống lún, đánh tín hiệu, v.v. phải do những người có chuyên môn thực hiện và giám sát. Lái xe, người vận hành thiết bị nâng phải được đào tạo và có chứng chỉ xác nhận đủ điều kiện vận hành thiết bị đó. Phải được hướng dẫn, phổ biến và cam kết đã hiểu tất cả các quy trình làm việc an toàn cần thiết. Tuyệt đối không đứng dưới kiện hàng hay giữa hàng và cẩu. Trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp khi nghe thấy tín hiệu báo động. Nếu xe đang di chuyển, phải dừng xe ở vị trí an toàn, tắt máy, kéo phanh tay để chìa khóa lại trên xe và di chuyển về điểm tập kết. Những công việc thực hiện trong công trình khí đều có những quy định hướng dẫn hết sức cụ thể, đòi hỏi các bạn phải tuyệt đối tuân thủ nhằm giúp bạn ngăn ngừa các tai nạn và sự cố có thể xảy ra. Công việc nóng, nguội. Do đặc thù của ngành công nghiệp khí có chứa nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn về cháy nổ, nên công tác quản lý an toàn khi thực hiện các công việc trong công trình khí là cực kỳ quan trọng. Tùy theo tính chất công việc trong công trình khí, phân thành hai loại công việc là công việc nóng và công việc nguội. Công việc nóng là các công việc được thực hiện trong khu vực hạn chế, có liên quan đến lửa hoặc có nguy cơ phát sinh tia lửa, nguồn nhiệt như hàn, cắt, mài, khoan kim loại. Công việc nguội là các công việc thực hiện trong khu vực hạn chế, không liên quan đến việc sử dụng hoặc tạo ra bất kỳ nguồn lửa, nhiệt hoặc tia điện nào như sơn đường ống, dựng, tháo dỡ giàn giáo, tiêu chỉnh thiết bị đo lường, điều khiển làm việc trên cao. Quy định về các công việc nóng, nguội được quy định cụ thể tại các quy trình cấp phép làm việc tại mỗi công trình khí.
các quy định an toàn khi thực hiện công việc nóng. Công việc chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các hồ sơ liên quan và đã được phê duyệt, bao gồm văn bản cho phép thực hiện công việc, quy trình thực hiện công việc, danh sách nhân sự, bằng chứng hướng dẫn an toàn và chứng chỉ phù hợp với công việc, đánh giá rủi ro. Các biện pháp giảm thiểu và bằng chứng đã phổ biến cho các thành viên trong nhóm thực hiện công việc kế hoạch đảm bảo an toàn. Danh mục máy móc, thiết bị và các chứng chỉ liên quan phù hợp, các hồ sơ khác theo yêu cầu. Sau khi đã đáp ứng các yêu cầu trên, bên cấp phép sẽ ban hành các chứng nhận yêu cầu cho thực hiện công việc theo biểu mẫu quy định. Cùng trưởng nhóm thực hiện công việc tiến hành kiểm tra hiện trường, đảm bảo rằng đã an toàn để thực hiện công việc và cấp giấy phép làm việc nóng. Đồng thời, cử nhân sự giám sát an toàn phải tiến hành đo nồng độ khí ngay trước khi thực hiện công việc. Việc đo giám sát nồng độ khí này được tiến hành định kỳ và liên tục trong suốt quá trình thực hiện công việc để đảm bảo nồng độ khí cháy ở thiết bị và khu vực xung quanh vị trí tiến hành công việc nhỏ hơn 5% LEL. Nồng độ khí oxy nằm trong khoảng 19,5% và 22,5%. Di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực làm việc. Khu vực làm việc cần phải được căng dây cảnh báo trước khi thực hiện công việc. Nếu thực hiện trong khu vực nguy hiểm, phải đảm bảo rằng khu vực làm việc được che chắn và thông gió đầy đủ. Sử dụng thêm hệ thống thông gió cưỡng bức nếu cần thiết. Bố trí các thiết bị chữa cháy, bình chữa cháy với chủng loại phù hợp và một nhân viên phòng cháy chữa cháy trực liên tục đối với mỗi công việc nóng. Nếu khu vực thực hiện công việc có kích thước rộng hơn 15m mỗi chiều, thì xem xét bố trí thêm nhân viên phòng cháy chữa cháy thứ hai. Thiết bị hàng và các thiết bị di động khác phải đặt tại khu vực đảm bảo an toàn khi hàng cắt đường ống sản phẩm khí. Đường ống sản phẩm khí phải được cách ly khỏi hệ thống thiết bị bằng bít mù đúng tiêu chuẩn. Làm sạch thực hiện thổi nitơ nhiều lần và trong suốt quá trình hàng cắt, phải đo kiểm tra nồng độ khí, cả khí bên trong và bên ngoài đường ống. Người cấp phép phải đảm bảo rằng công việc khác đang được tiến hành đồng thời với công việc trong giấy phép nóng trong khu vực bán kính tối thiểu 30m sẽ không gây nguy hiểm như xả nguội hay các công việc phát sinh nguồn chất cháy. Trong trường hợp công việc bị dừng vì bất cứ lý do gì, phải đo khí lại và phải được sự đồng ý của người cấp phép trước khi tiếp tục thực hiện công việc. Các công việc an toàn khi thực hiện công việc nguội. Công việc chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các thủ tục gồm hồ sơ liên quan và đã được phê duyệt như yêu cầu đối với công việc nóng bên trên và được cấp phép làm việc nguội cùng các chứng nhận yêu cầu cho việc thực hiện công việc theo biểu mẫu quy định. Nếu việc đo nồng độ khí được yêu cầu trong giấy phép làm việc, thì phải tiến hành ngay trước khi bắt đầu và trong suốt quá trình thực hiện công việc. Nếu có phương tiện cơ giới vào khu vực hạn chế, thì phải tiến hành đo nồng độ khí theo tuyến xe vào ra và tuân thủ các quy định an toàn đối với phương tiện cơ giới. Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa trong các phiếu đánh giá rủi ro, giấy phép làm việc và các giấy chứng nhận đính kèm. Đối với các khu vực được phân vùng cháy nổ, các thiết bị điện sử dụng phải là loại chống cháy nổ có chứng chỉ phù hợp. Những công việc thực hiện trong công trình khí đều có những quy định hướng dẫn hết sức cụ thể, đòi hỏi các bạn phải tuyệt đối tuân thủ nhằm giúp bạn ngăn ngừa các tai nạn và sự cố có thể xảy ra. Mỗi người có trách nhiệm dừng ngay công việc nếu thấy không an toàn, bảo đảm an toàn cho chính mình và cho mọi người xung quanh, không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của tất cả mọi người. Với PV Gas, an toàn là yếu tố đầu tiên đảm bảo cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị.